Vâng, vậy thì những anh chị sau khi mà tham dự khóa học này thì có đảm bảo được là sẽ có những dự án tư vấn không ạ? Câu hỏi rất là hay và rất là nhiều người hỏi. Thì như Trường đã trả lời ban đầu á, John Peters là công ty tư vấn chuyên nghiệp và chúng tôi có rất nhiều khách hàng ở trong nước và ngoài nước. Thành ra là các anh chị tham gia trong chương trình này sẽ được đảm bảo về cái việc là tham gia trong những dự án tư vấn thực tế. Cái phần dự án tư vấn thực tế nó sẽ tùy thuộc vào cái năng lực lúc mà các anh chị tốt nghiệp. Lúc đó chúng tôi sẽ có phần đánh giá và phân bổ lại các anh chị vào những dự án phù hợp. Và cái việc mà các anh chị tham gia dự án là chắc chắn. Tại vì cũng chia sẻ rất là thực tình là hiện nay các dự án của John Peters khá là nhiều và chúng tôi đang thiếu hụt đội ngũ chuyên gia. Thành ra cái việc mà các anh chị vừa có cái thuận lợi dành cho các anh chị, vừa có thuận lợi dành cho John Peters, và cái việc kết nối các anh chị với khách hàng là điều chắc chắn. Nên các anh chị yên tâm việc này.